Hiện nay đang rầm rộ lên phương pháp chăm sóc da tối giản, tức là đơn giản hóa quy trình chăm sóc da, không cần tới 8 đến 10 bước chăm sóc da mà chỉ cần những cái bước tối thiểu là đủ. Nhưng liệu rằng chu trình chăm sóc da tối giản có phải là tốt nhất cho da hay không? Thì video này mình sẽ chia sẻ để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Đối với những người bận rộn không có nhiều thời gian thì việc skin care tối giản không những giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức tìm kiếm những cái sản phẩm dưỡng da phù hợp mà vẫn đảm bảo làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên thực tế chu trình chăm sóc da tối giản thì không phù hợp với một số làn da, đặc biệt là những làn da đang gặp phải các vấn đề về lão hóa, lỗ chân lông to, mụn, da xỉn màu, da chảy xệ, vân vân. Đối với những cái làn da mà đang gặp nhiều vấn đề như trên thì việc chăm sóc da tối giản là không đủ, thậm chí còn có thể làm cho các cái tình trạng trên trở nên trầm trọng hơn. Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể. Da và nhu cầu của da cũng rất là phức tạp, đồng thời da cũng liên tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như là ánh nắng, nhiệt độ, ô nhiễm, khói bụi. Bên cạnh việc tẩy trang, làm sạch, dưỡng ẩm thì làn da cũng cần được nuôi dưỡng, cần bổ sung thêm các thành phần cần thiết để giải quyết các tình trạng về da. Ví dụ như là da bạn đang gặp phải các vấn đề về mụn thì bên cạnh việc làm sạch dưỡng ẩm chống nắng thì cần bổ sung thêm các hoạt chất trị mụn như là tretinoin, adapalene, BHA, benzoyl peroxide vân vân. Hoặc da bạn đang gặp phải tình trạng là bị xỉn màu, bị lão hóa thì các bạn có thể dùng thêm các hoạt chất như là AHA, vitamin C, retinoid vân vân. Nếu như mà da mỏng đỏ, da yếu, da cần phục hồi thì các bạn có thể sử dụng thêm các loại serum hoặc tinh chất có các thành phần cấp ẩm phục hồi làm dịu da như là HA, B5, peptide, niacinamide, chiết xuất rau má vân vân. Do đó, nếu da bạn đang gặp nhiều vấn đề thì việc skin care tối giản sẽ không phù hợp, không mang lại hiệu quả chăm sóc da. Thật ra không có một cái công thức chung nào cho mọi làn da cả, do mỗi người thì sẽ có một làn da khác nhau, một cái tình trạng da khác nhau cũng như là cơ địa khác nhau. Do đó, khi nói đến chăm sóc da thì sẽ không có một công thức nào là chuẩn mực toàn năng cho mọi làn da cả. Điều quan trọng là chúng ta cần phải thấu hiểu làn da của mình để chăm sóc da, cũng như là lựa chọn quy trình chăm sóc da và lựa chọn những cái sản phẩm chăm sóc da phù hợp mỗi ngày. Như vậy mình đã chia sẻ với chị và các bạn quan điểm về việc skin care tối giản có phải là tốt nhất cho da hay không. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, anh chị và các bạn có thể xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.